Đợt giao quân lần thứ nhất năm 2015, huyện Nghi Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn 140 chiến sĩ lên đường nhập ngũ. Trong số 140 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, có 61 người đạt sức khỏe loại 1, 52 người đạt sức khỏe loại 2, có 85 chiến sĩ tốt nghiệp trung học phổ thông, 38 chiến sĩ tốt nghiệp trung học cơ sở, 17 chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Huyện Nghi Lộc cũng là đơn vị có số lượng tân binh có trình độ cao đẳng, đại học cao nhất toàn tỉnh. Thực sự là em rất vui thì được vào một người lính hải quân thì mong ước của em từ nhỏ, và em vào đơn vị em sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một chiến sĩ tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, góp phần để bảo vệ biển đảo của quê hương đất nước. Theo chỉ tiêu được Bộ Quốc phòng giao, năm 2015, Nghệ An tuyển chọn 2.700 chiến sĩ theo hai đợt. Đợt 1 có 12 huyện, thành thị tổ chức hoạt động khám tuyển, lựa chọn và bàn giao thanh niên nhập ngũ với tổng số chiến sĩ 1.350 người. Trong đó, huyện Diễn Châu có số lượng đoàn viên thanh niên nhập ngũ đông nhất với 260 người, huyện Đô Lương xếp thứ hai với 210 người. Trong đợt giao quân lần thứ nhất năm 2015, có 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tiếp nhận chiến sĩ địa bàn Nghệ An. Bản thân tôi vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm kỹ thuật 3. Thời gian đầu nằm trong diện nhập ngũ tôi cũng đã hơi băn khoăn. Nhưng sau khi được gia đình, các cấp địa phương và chính quyền quan tâm thì tôi đã viết đơn tình nguyện xung phong gia nhập đợt này. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian học tập và huấn luyện trong quân ngũ thì bản thân tôi sẽ trưởng thành, chín chắn hơn về mọi mặt. Về chất lượng, về thứ nhất về chuyên môn, về trình độ công chí là học được mà tốt nghiệp phổ thông cũng như là cao đẳng, đại học và trung cấp, cái tỷ lệ rất cao, chiếm cái tỷ lệ học sinh học lên lớp 12 của công chí là đến 70%. Thứ hai là khâu, từ cái khâu hồ sơ tuyển chọn công chí là làm hồ sơ rất chặt chẽ, không có hiện tượng sai sót về trong hồ sơ với cái thanh niên nhập ngũ. Thứ ba là khi tổ chức thì thanh niên cũng chỉ là lên đường làm nhập ngũ thì tinh thần rất phấn khởi. Công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2015 thì có thể nói là đặt ra nhiều yêu cầu nó cao hơn so với các năm trước đây. Ví dụ như là về tiêu chí về sức khỏe, về cái tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, rồi là cán bộ công nhân viên chức để tham gia nhập ngũ thì yêu cầu có cao hơn. Và chất lượng chung toàn diện thì cũng có yêu cầu cao hơn, được sự quan tâm của cấp ủy, rồi chính quyền các địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh xuống cơ sở, cho nên năm nay thì tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt và đã phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cái trách nhiệm của các cấp các ngành, cho nên là chất lượng tuyển quân của Nghệ An năm nay trên tất cả các tiêu chí đều đạt và vượt tiêu chí cái chỉ tiêu đề ra. Đợt tuyển quân năm nay có nhiều nét nổi bật so với những năm trước. Trong số 1.350 thanh niên lên đường nhập ngũ, có 98 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung cấp, đạt 7,3%, vượt 2,3% so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao và vượt 6,5% so với năm 2014. Tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại 1 là 492 người, tương đương 36%, sức khỏe loại 2 là 677 người, tương đương 50,2%. Điều này thể hiện công tác khám tuyển, lựa chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tốt các yêu cầu công khai, dân chủ và đúng luật.